Hello, chào mọi người, chào mấy bạn. Bữa nay Vương với lại bà xã xí soạn vô trong ăn cái nhà hàng sushi sang nhất ở Houston. Cái nhà hàng này hồi đó là đi hai vợ chồng đi vô đây một lần rồi mà không được cho vô, tại vì là phải đặt trước, đặt hẹn trước mới được cho vô. Đây là nhà hàng sushi mà nghe nói là mắc tiền nhất ở đây. Không biết vô có mắc tiền không? Đây, chỗ này đây. Em ép sushi gì đó đây bạn. Đó, bây giờ để bữa nay vô ăn thử coi nó cho vô không. Thấy ai vô đây cũng bận đồ vest, thấy còn mình thì mang dép croc. Còn bà xã thì bận bằng áo lạnh rồi, hai vợ chồng đi mua. Đơn giờ vô đây ăn, cũng biết cho vô không đây. Đây, vô thử coi. Đây, để mình vô thử coi họ cho vô hay không, lát thôi mình quay nha. Chứ cũng sợ chỗ này không cho quay, là chỗ này khách cũng khách xịn không. Đó, ở đây, chưa từ. Để chạy là cái nhà hàng này, đứng trước cửa quay cái. Hôm bữa Vương có một bạn nhân viên ăn trong này rồi về nói ăn có hai người ra mà 400+ đô. Đây nhà hàng MS Sushi đây, có phải chỗ này không? Phải đúng với MS Sushi nè. Rồi ok, thời gian để mình vô thử. Sao anh thì có cảm nghĩ gì khi nè nhà hàng người ta đi ăn coi người ta bận đồ sang chảnh đẹp đẽ dễ sợ không? Rồi chỉ có vợ chồng mình là đi bận đồ giống như công nhân mới ra vậy. Để. Để. Ok. Thôi anh này vô trước thì nói là brand là làm như cái đặt hẹn trước rồi đó. Ok mấy bạn, thì nói chung là đã vô được nhà hàng, giờ xin được quay phim luôn. Hi. Hi. Okay. Can I place this down real quick for y'all? Hai đứa đi nhà hàng. Hai đứa lần đầu tiên đi nhà hàng sang. Giờ đây nhà hàng này sang vậy nhưng mà xin quay phim thật cũng cho rất là dễ thương. Có hỏi đàn mà. Rồi, đào giờ đây bữa nay ban thai sao tôi này vô đây được. Hay hết hơn á. Thôi đi mấy người, đi hai người vậy. Nói chung là vợ chồng mình cũng ăn nhiều nhà hàng lắm mấy bạn. Nhưng mà thường thường vợ chồng mình chỉ ăn mấy nhà hàng bình dân thôi. Đây là lần đầu tiên đi ăn nhà hàng. Phải nói là nó đẩy, đây này có phone này đẹp. Nó đẩy sao mà thấy chóng mặt luôn. Phone này đẩy đó. Đây là cái nhà hàng mà nó thường thường mình đi ăn mấy nhà hàng chỉ có, giống như là chỉ có một đô. Đây là Vương cho các bạn coi thử. Bữa này không có hạt dép này. Đây sạch thử đó. MF Sushi. Đây, thường thường vợ chồng mình đi ăn là chỉ có một đô, một dấu tiền hoặc là hai dấu tiền thôi là sang lắm rồi đó. Mà giờ cái nhà hàng nó tới 4 cái đô la lượng là không biết đó hồi ra nó tính tiền là tính tiền bao nhiêu luôn. Thường thường vợ chồng mình đi ăn là chỉ có một ngôi sao, ngay ngôi sao ở nhà hàng thường mình đi ăn á. Còn này nó tới 4 cái lượng là không biết nó nhiêu tiền luôn. Anh đi nói gì là chồng mình nghèo, nghe rõ. Chắc nghe, không biết nữa. Đợi thời mình lâu lâu ăn sang thử cho biết thôi à. Chứ ở nhà ăn bầu cũng ngán quá. Giờ tới mùa đông rồi, mấy cây bầu chết hết rồi. Đây. Đó, nhà hàng này thấy rất là good review. Đã, 4 sao. 4 sao rưỡi review. Đó. Đã, đây là món đầu tiên họ cầm ra đây. Món này là món Shibas nè. Không biết nhiêu tiền hết. Đã hồi mình coi tiền sau, giờ mình ăn trước rồi chứ đã giờ mình mà mình coi tiền trước là ăn không nổi đâu, nuốt cũng vô. Nhất là bà xã mình xài tiền rất là tiết kiệm. Rồi để ăn cái gai nè. Đã, cầm lên đang thử gai. Này có chấm gì không? Ăn thôi. Ngon không? Ngon. Ngon à? Okay.
cá tươi. Ngon. Trong vợ chồng mình vô đây liều mạng, bữa nay liều mạng ăn thử mấy bạn. Không không cần, không dám phải giá trước. Đây là món bò Wagyu rồi mấy bạn. Bò Wagyu đúng kiểu bò Wagyu. Nhìn cái sớ bò nó mỡ không thấy không? Mỡ nhiều hơn thịt. Món này lá hồi như tụi mình cũng có, mình tới cuối cùng mới có. Đây là bốn loại salmon khác nhau. Ở nhà hàng này đặc biệt nhất là khi mà đầu bếp người ta bưng ra là người ta sẽ nói là món này là gì giới thiệu ăn sao luôn. Thì đây là cá salmon bình thường, cái loại cá salmon rẻ tiền nhất. Ở đây là cá salmon king salmon là mắc tiền hơn chút xíu. Đây là cái loại cá salmon mắc nhất. Đó, mọi người hai miếng hai miếng. Anh thích ăn salmon nhất là ăn với tôi. Đây để thử ăn thử con salmon bình thường nhất coi. Ăn rất sạch. Nói chung là miếng salmon bình thường nhất là nó ngon, mà cái miếng chiên salmon nó chuyện khác rồi. Bởi vậy nó mắc tiền rồi cũng là đúng. Cái này ăn thử nha. Đây à. Đây là hai phần cá. Bà xã bỏ cồn và cho nên giờ là Vương phải ăn hết luôn. Rồi ăn hai phần mà ăn xong cái đi về luôn á. Ăn gì đổi nữa. Đây là từ trái sang phải là các loại cá khác nhau. Của anh đầu bếp này anh làm. Ồ đây là bluefin tuna là con cá mắc nhất nè. Ồ đây là cá, tới cá tuna. Đây là một phần của, đây là cái phần của con cá tuna là con cá ngừ đại dương ấy. Cá thu hay cá gì á. Đây là phần là từ cái bộ phận của nó nè. Là cái này là từ ngoài vô trong nè. Này là phần cá mà cái này cái gì nè. Cái này là phần ở bên ngoài của nó. Xong rồi tới cái phần này là hai phần này là hai phần mắc nhất nè. Là phần mỡ vô trong nè. Patty tuna là cái miếng này là bình thường cái chỗ rẻ tiền nó bán cũng hai mươi mấy đô một miếng nè. Giờ không biết chỗ này bán nhiêu tiền. Hai miếng này là hai miếng mắc nhất. Đấy bên đây là rẻ nhất mà của con cá người đại dương. Nguyên phần luôn từ ngoài vô trong luôn. Đã mỗi phần là cắt cho mình một miếng. Để vừa ăn thử á. Có khác biệt với lại mấy chỗ rẻ tiền không? Nếu không khác biệt em lần sau mình đi chỗ khác nữa. Chỗ rẻ tiền. Khác biệt chứ hả?
These are mustard, serrano pepper. Thank you. Sau một buổi chờ đợi thì đây là phần của mình các bạn. Tưởng nó thịt bò vậy ngầu lắm. Đẹp ra. Thế này không ăn hả này? Chờ chút xíu vậy hả? À, chút xíu rồi chờ mỏi mòn luôn. Để ăn thịt bò hiện đại nhất, mắc nhất của Nhật rồi đó. Đang ở gần đây là sao? Là đầu tiên bỏ vô miệng cục bò mà tưởng nó bỏ cục bơ vô miệng. Nó tan luôn trong miệng luôn. Bơ đó. Chắc ăn cắt mỏng quá hay sao? Béo mà béo ngậy lên tới não luôn. Đó. Bỏ cục cục bò, tưởng đâu là bỏ cục bơ vô miệng đó. Là đây nè. À, ra cái này rồi cho nó đỡ ngấy mới được. Quá béo luôn. Xong hết rồi đó. Phần cuối cùng mà bây giờ chỉ còn chờ món kem cà lem lên nữa thôi là xong rồi đó. Okay. Ok mấy bạn, hồi nãy giờ mình ăn xong rồi mình tưởng đâu mắc lắm, nhưng mà tưởng đâu 400-500 đô chứ thật ra ra cũng không mắc lắm. Ra hai người đi ăn khoảng 300 đô, 294 đô, có cỡ 300 tiền tiếp vô nữa thì chắc cỡ 20 tiền tiếp chắc cả 60 đô nữa. Thì cỡ 250. Cỡ 350 chứ. Đây. Món nào mắc nhất đây? Ồ. Oh. Cái món cá tuna này là mắc nhất nè. Cái món này nè, cái món mà hình này không ăn là món mắc nhất trong đây. À, 70 đô món này nè. 70 đô mà. Ừ, là các từ trong các thành phần từ trong ra ngoài của con tuna. Là mắc nhất rồi đó. Còn lại mấy cái kia chỉ có khoảng 19 đô, 25 đô, 11 đô, 20 đô miếng thôi này nọ. 14 đô miếng. Rồi, ice cream là 12 đô, miếng 6 đô, cũng rẻ. Nói chung là rẻ hơn tụi mình tưởng tượng. Tụi mình tưởng tượng ra là mắc hơn như vậy, nhưng thật ra là ăn chỉ có 300 đô thôi, hai người là no luôn rồi. Mà ăn sushi mà ăn 300 đô mà no là cũng ok á. Ok mấy bạn. Ơi, chắc tụi mình ăn cà lem xong rồi tụi mình cũng đi về đây. Xin chào và tạm biệt các bạn.